Hello cả nhà ơi, đây lại là một món giá làm theo gọi là thủy canh. Theo là thủy canh nên là muốn giới thiệu với lại cả nhà. Các nhà nhìn thấy có ngon không ạ? Đây sau 3 ngày, cũng là sau 3 ngày tiếp một cái giá. Nó mập đấy, tuy nó không dài, để dài thì nó đơn giản. Các bạn chỉ cần để thêm một hôm nữa là ok. Đây là đúng sau 3 ngày lại giá như thế này. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại các bạn coi từ đầu về cách làm giá thủy canh như thế nào nhé. Một lần nữa là cảm ơn các bạn coi video của Thanh Hà. Hãy đăng ký nhấn chuông và theo dõi video tiếp của Thanh Hà các bạn nhé. Cảm ơn. Hi, hello cả nhà. Xin chào bà con, cô chú, anh chị em và các bạn. Lại vấn đề là giá. Vẫn trong cái nhân dịp coi như vẫn là cô Vít này ở nhà thì Thanh Hà luôn muốn chia sẻ thêm về cái phần mà làm giá mà Thanh Hà đã làm theo nhiều cách. Thì hôm nay là Thanh Hà muốn chia sẻ thêm cái cách gọi là làm theo cái phương pháp gọi là thủy canh. Thì ở đây là muốn chia sẻ với các bạn là nhà mình có cái song đồ sôi hấp đây này. Bình thường là trên cái mặt song, thế nhưng mà cái song nó hơi cao thì mình muốn chia sẻ với các bạn là để vào trong cái chậu này. Nhưng mà các bạn có thể làm theo những cái mình có, cũng có cái nguyên liệu như này, cũng có thể cái hộp khay như thế này các bạn mua ngoài cửa hàng đều là có hết nhé. Nếu mà nó liền như thế này các bạn về khoan cái lỗ cho mình vài lỗ ở đây nhé, thì là nó có nghĩa làm sao nó phải lên được sấp sấp nước. Hoặc có nhiều những cái khay nó cứ có thông ở dưới là được, chứ không phải là gì. Đây nhà có cái son đồ sôi thì mình sẽ làm ở trong này luôn để chia sẻ các bạn. Đấy, đây cái gói đậu này còn một lửa là nó là của 200g thì hôm nay là mình chia sẻ các bạn để các bạn biết thôi là 100g thôi. Nói chung nếu gia đình mà làm như thế là ăn cũng ok rồi. Mà mình làm 200g mà ăn cũng 3 bữa mới hết đấy cả nhà. Ok, thế đã xong là đây. Bây giờ vẫn là theo cái cách như thế là trước hết là mình vò cho sạch đi. Vò cho sạch xong các bạn ngâm nước hơi ấm và để qua đêm nhé. Đấy, cái vấn đề này thế nào không có chia sẻ nhiều nữa. Các bạn sẽ vò sạch, chắt sạch cái nước dơ đi xong bắt đầu ngâm nước ấm qua đêm. Đấy, xong sáng mai Thanh Hà sẽ chia sẻ các bạn tiếp làm như nào nhé. Ok, nhớ là các hạt bẩn là phải bỏ ra thế nhá. Good morning. Buổi sáng các bạn đã Thanh Hà ngâm cái đậu qua đêm thì các bạn. Nói chung tầm 8-10 tiếng mà nói tóm lại là cứ qua đêm thì là ok. Thì là bây giờ cái đậu nó như thế này rồi thì mình chỉ xả qua cái nước nguôi tí nữa là được nhá. Cái lúc mà đậu nó mới bắt đầu thì các bạn vò qua cái vò cho nó ra cái nước dơ nhiều. Chứ bây giờ thì lại tuyệt đối không được vò đâu mà chỉ xả nước đi thôi. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn động tay vào thì nó chật ra hết vỏ nên là cái đấy thì chắc các bạn cũng đều biết cả rồi. Ok. Thế bây giờ là mình muốn chia sẻ với các bạn là mình làm cái phương pháp gọi là thủy canh. Thì bây giờ là nước mình xả nước lạnh, thể là hơi ấm ấm cũng được nhá. Các bạn sẽ xả nước làm sao cho nó mấp mé sát với lại cái miệng của cái mặt của cái son này các bạn nhé. Tầm này là được rồi đấy. Nó sát với mấp mé với này nước dày. Và đây là nói là thủy canh. Thế nhà mình sẽ làm với phương pháp là mình sẽ cho hai cái tờ giấy mỏng ở dưới này. Cái giấy roll papier này các bạn thấy rồi ạ. Thế các bạn giải ở dưới này cho mình. Nhá. Đấy, nó sẽ hút nước đi. Thế nó vừa mấp mé cái nước này thôi. Thế bây giờ là cái đậu này mình sẽ giải lên trên này. Rất là đơn giản, không phải là gì. Cái này thì nhà nữa này là hợp với các bạn đi làm văn phòng hay là các bạn đi làm công sở thôi. Đấy là các bạn cứ để đấy thoải mái đi. Đấy, nếu mà sau kể cả không có thời gian, các bạn sau 2-3 ngày các bạn về hay là tối về các bạn nhìn là được rồi, không có sợ là để cả để yên chỗ như thế này. Đấy, mình giải đều đây, chỗ này mình làm 100g thì nó vừa luôn này. Hôm qua định làm 200 nhưng mà nếu hay thì là sợ là sẽ hơi nhiều nữa cái son này. Thế mình đã làm đây 100 và đây lại là cái khăn, vẫn là cái khăn mình mua, khăn bông đấy các bạn nhé. Phải là khăn bông nhé. Các bạn xả cho mình cái nước xong rồi là đấy. Bắt nhẹ đi thôi chứ không cần phải bắt kiệt đâu. Nếu mà đến tối mà nó khô thì các bạn có thể này chỉ bắt cái khăn các bạn này đậy lại, chứ không có cần cái dậu nước này là các bạn để yên cho mình nhá. Các bạn để nước nghĩa làm sao đừng có ngập lên trên này nhá. Thế giờ là đơn giản, rất là đơn giản các bạn thấy không ạ? Giờ lại là như thế này và mình để lại cái đĩa lên trên này.
bạn để yên cái song ở đây. Rồi mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp. Và vẫn là miếng ni lông này rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất là cái nó cần phải là kín, tối. Nên là các bạn nói em sao, tại sao mà giá thứ nhất là cứ bị xanh, nó dài, là nếu khi ánh sáng nó vào nó dài nó rất là nhanh thật, thế nhưng mà nó xanh các bạn, nó không có trắng mập như thế đâu. Rất là đơn giản lại như thế nơi này nữa. Ok, tạm biệt. Hey, good morning cả nhà. Chào buổi sáng nha. Đây hôm nay là sang ngày thứ ba này cả nhà này. Thì nó có hút nước đi. À đấy, vẫn mấp mé nước ở trên đấy. Đấy, cái này bát sen hơn cái song hơn. Mà mình có cái bát nó vừa hợp với cái đít song ấy. Mình cho vào đấy thì là nó đỡ bớt nước đi. Xem cả nhà nhìn này, hôm nay sang ngày thứ ba đây cả nhà này. Này cũng ổn phết này, cũng ngon này. Đây. Đây cả nhà ơi. Ok, thì mình nghĩ là chắc hết ngày thứ ba sang ngày đến ngày thứ tư thì chắc là ăn được đâu các bạn nhá. Ok, thế trong cái này thì nếu các bạn cảm thấy cái khăn trên này mà nó khô ấy, thì các bạn cứ xấp cái khăn nước đi nhá. Còn nếu mà nó vẫn còn ẩm, đây mình sờ vẫn còn ẩm nữa thì mình không cần nữa. Cái này là tiết kiệm nước hết mức luôn nhá. Ok. Đây, cả nhà ơi. Ơi, xin chào. Như là ngày hôm qua thì mình không có chia sẻ, nhưng mà hết sau 3 ngày. Thế bây giờ lại sang ngày thứ tư cũng vẫn là giống như đấy, chứng tỏ là nó cái quy trình nó vẫn là ok. Và lần này mình làm là có một lửa, so với số giá lần trước có 100g ấy cả nhà. Wow. Đây, thấy cái khăn không hề gì nhé mẹ. Hôm qua mình có chia sẻ, mình mở ra mình coi thế, nhưng mà thấy khăn vẫn ẩm mình không cần nữa. Còn nếu các bạn cảm thấy cái khăn nó khô thì các bạn chỉ cần vò cái khăn vắt nhẹ rồi đậy đậy trên tiếp nhé. Còn nếu cảm thấy không cần thì là vẫn là không cần. Và cái này là một cái là cho các bạn tiện cái mình có chia sẻ là các bạn đi làm ấy. Đây này, ở dưới nước này thì nó bốc cái hơi nước ở trên, mà các bạn nhìn thì không hề có dễ này. Thấy không? Không hề có dễ, bởi vì mình nót một lượt giấy cái roll paper. Nếu các bạn thả trực tiếp ở đây có lẽ là dễ xuống đây rất là nhiều. Đấy, mà dưới này là nước nó hút ẩm lên nhá. Ok, giờ mình chuyển sang bên này. Mình cũng chưa biết là thực sự là bên dưới là lấy mức độ đạt ở mức nào. Bây giờ cũng nhân tiện là khoe với cả nhà luôn. Ở bên dưới mình có để có lượt giấy này. Và cả nhà nhìn này. Nếu như mình ăn thì với cái quan điểm của mình thì mình cứ thấy là hơi ngắn ngắn như thế này thì có lẽ là nó cũng không phải quá tệ đâu, đúng không ạ? Đấy, các bạn ăn gỏi, ăn cuốn, các bạn cuốn và ăn phở rất còn thơm quý giá. Nhưng nếu mà làm dài thì nó đơn giản, các bạn chỉ để thêm một hôm nữa thôi, đúng không ạ? Thì để thêm một hôm nữa thì nó ok rồi. Đấy, đấy mình muốn là để như này. Cái này chị, đấy. Nó tầm là như này, các bạn thấy ok chưa ạ? Thì cũng là sang ngày thứ tư nhé, hết 3 ngày rồi. Thì mình cứ để từ sáng tối về mình ngó lại một lần. Thế nhưng ngày hôm qua mình có coi lại thấy khăn nó vẫn ẩm mình gì nữa thì bảo không nhúng nữa và để sáng ngay. Bây giờ là mình sẽ mở ra các bạn cùng coi. Thế có ok không ạ? Thấy các bạn thấy không ạ? Giờ Thanh Hà sẽ rũ ra đây. Thanh Hà sẽ bỏ ra đây. Bạn thấy không? Bây giờ nó là cái giấy này. Mình chỉ anh vác lột cái giấy này đi thôi. Bạn chỉ lột bỏ cái giấy này đi là xong nhá. Nó cũng không bám vào đâu. Các bạn lên nót khoảng 2-3 lượt giấy này cũng được. Không nên một lượt thì nó mỏng quá nhé. Chứ không cần phải là nhất định là vải đâu. Cho nên là mình sẽ chia sẻ các bạn một lần nữa mà cách sẽ làm bằng giấy không. Cũng đều là ok hết. Mình làm cũng nhiều cách rồi. Đấy là bên châu Âu này thì cái giấy này thì nó sẵn ở Việt Nam. Thì mình không biết cuộn giấy lại là cho trong bếp ấy. Đây này. Các bạn thấy không ạ? Trắng đẹp không? Thực ra cũng chỉ cần 100g thế này thì các bạn cũng có thể là ăn trong bữa khách được rồi. Hay là mình có định ăn như nào đấy. Đây là miếng giấy này, bây giờ là mình ta vứt đi là không bị dơ, bị bẩn cái cần phải cái rẻ nữa, đúng không ạ? Và vẫn là cái cách các bạn đừng có xả nước nhé. Thấy không ạ? Đồng thời là nó có ít rễ, nhưng mà rễ nó nằm ở đây chứ không phải là nó đâm xuống dưới. Nếu mà các bạn không giải tờ giấy thì nó sẽ đâm xuống dưới còn rất là nhiều hơn. Đấy, hoàn toàn chỉ có một chậu nước. Trong 3 ngày vẫn có thể, các bạn thấy không ạ? Vẫn có thể chứ không phải là không. Nhưng mà nếu như mình có nói lại lần nữa, nếu các bạn về mà thấy cái khăn nó khô thì các bạn có thể sấp hơn tí nữa, lại sấp lại. Thế ok không ạ cả nhà? Ok, một lần nữa là cảm ơn các bạn đã coi video của Thanh Hà. Nếu thấy
thấy hay, các bạn đăng ký like và chia sẻ để ủng hộ cho nhiều người chúng con.